thức ăn cho lươn ăn nè các bạn. Lươn nhỏ, lươn đồ được nó cũng thức ăn thế này nè các bạn. Đây. Phải nói bóp thức ăn ra. Nè. Làm chủ nuôi lươn nè các bạn, làm cho thức ăn không nè các bạn. Thức ăn 0.5 nè. 0.5 nè các bạn. Của tô bôi. Nó ăn già hẻo không? Thức ăn cho lươn ăn nè các bạn. Nè, bản lươn nè, bản lươn. 0.5 nè. Nó lấy cái ca ra, nó quản nó nè. Nó rồi thì ta cho thức ăn gì không đó các bạn. Cái loại này của loại gì vậy hai? Tôm bô ơi. Của tôm bô hả? Của thằng này của tôm bô, của cá chẽm á, thức ăn cá chẽm. Thức ăn cá chẽm. Loại cá chẽm. Tôm bô. Này là này men tiêu hóa. Men tiêu hóa. Men bo, men tiêu hóa. Đủ rồi đó, thức ăn không đó các bạn. Nãy không có quay bên đây. Sao không có thấy mô hình nên nuôi không? Chỗ ép lươn nè các bạn. Lươn nó quay vòng qua lại. Chỗ ép lươn cho cá, ép lươn là người ta làm cái mô hình dưỡng cấp mà mới đẻ ra nè các bạn. Các bạn thấy không? Nhiều bể chứa để mình dưỡng gì đó. Đó, từ cấp mới nở ra cho tới lớn nó gì đó các bạn. Nè. Mô hình đó nè các bạn. Đây. Lương này mới nở đẻ nè. Nở ra cũng 10 năm tuần lễ. Vậy cấp đi. Cái hàm ha. Dài nó cũng cỡ 4 5 phân vậy ha. Ờ 3 phân, 2 phân, 3 phân. Ừ, thế dài. 3 phân, 4 phân. Nó mới nở hả? Ừ. Nó đeo theo cái cục này. Không. Thì chống phao nữa kìa. Phao. Ừ. Như vậy là cái cấp đó là mấy cái này là cái bồn nó không có chứ ha thầy. Nè cái này là lương bự nè, lương bự lên chút. Con này cũng cỡ bằng cái nút ha giờ ha. Nó không nút hả? Nó ăn thức ăn không giờ hai? Dễ thức ăn cho nó ăn đó. Nó ăn đó không? Ông lấy miếng giải thử rồi vậy đủ cái này đậm hay không vậy hả? Nè này là luôn luôn nuôi sạch nè, nó nuôi sạch cho nuôi sạch gì đó. Cái bự chút nuôi chừng 2-3 lát đâu có nuôi có cái tỉ nuôi dìm rộng bột đây nè. Bữa đó tôi bán cái chạch lâu á, cái chạch lâu nó cũng có ba lớn mà có cái cân bông đây nè. Mấy ông nuôi mấy ông sợ cái dạng như ông sợ xây cá đó. Bây giờ tôi nuôi lương sạch vỏ vỏ nó gì đó thế nãy làm nãy không hay ha. Bộ nó đẻ đủ lượt hay gì hai? Ừ. Vậy hả? Nè nè em cầm em quay cái cảnh anh được chứ ổng được á, người ta thấy á, để định dụng người ta nói mình lên mạng mình chụp mình đưa về. Chụp cái gì?
xa là ngàn con ký, ta nói vậy đó. Xa này là 1.000 con, 1.000 con ký nè các bạn. Kg 1.000 con. 1 kg là 1.000 con. Cái này cũng vậy ha, dạ ha. 1 kg cũng 1.000 con nè dạ, các bạn. Mấy cái bên đây là cái đó là nhỏ nữa ha. Dài ra coi cái mô hình nuôi lươn sạch nè các bạn. Chưa, để quay vòng vòng á hả? Này là chỗ ép lươn. Cứ để đây đi bán, có nhiều khi người ta không biết, người ta nói lươn súc, lươn đồ, người ta là lươn ép ra không, lươn con đẻ, lươn mẹ đẻ ra là lươn ép không các bạn. Nhiều khi đi bán người ta nói lươn súc, lươn đồ, thật sự là lươn là đẻ không à. Ươm từ nhỏ lên trên không đó, để nuôi rất thao. Mấy bồn người là lương mẹ không này các bạn, bố mẹ đó, lương bố mẹ không đó, cái mô hình ta nuôi lương bố mẹ để ta đẻ ra lương con đó các bạn. Mà cái kênh tôi chưa có nổi không quên. Ông bạn lên kênh dạo vlog á. Kênh tôi chưa có nổi không? Lương đẻ. Cái mô hình này là lương mẹ nó đẻ ra để mình bắt mà mình đưa vô trong mấy cái bồn sạch đó để mà mình dưỡng đó các bạn. Chỗ mà nuôi lươn đẻ là lươn đẻ ra là mấy cái chỗ này nè, còn bộ chỗ này là nuôi lươn đẻ không nè các bạn, chứ không phải bán là toàn là lươn ép ra không, mà chứ không phải mà thiệt bọng gì đâu. Đây bên đây cũng vậy, cũng mô hình lươn mẹ không nè, 200 con hả? Đây là 250 con ký nè các bạn. Sao 200? 200. 200 con ký đó. Quay gần cho nó sáng nha. Đó. Đây nè. Anh chị nào muốn mua thì liên hệ. Rồi, càng mua thì liên hệ nha các bạn. Đó, bên đây nè. Dài nè. Cái mô hình ta nuôi lươn con lươn sạch lên vậy đó các bạn. Chứ không phải mà lươn súc đâu. Ra 200. Đây 200 con tí đó các bạn. Bự ra ha. Quay gần nó thấy dạ bự chút. Cấp giờ không có quay đăng lên sao? Không hả? Ta đăng lên người ta điện thoại. Nhiều khi mình có để lên YouTube rồi còn con nó để giờ quay lên học luôn rồi. Vậy hả? Đăng lên cái nhiều khi mấy người ta càng nuôi đó người ta ấy. 500 nè. Nhiều. 500 con. 500 con ký đó hả? À, cái xe này là 500 con ký này các bạn.
quay ổng luôn. Để đó, đây là chủ lò chủ lương đó các bạn, chủ lò lương đó. Các bạn nào có mua thì để có ai cần liên hệ mấy chục ngàn con cũng có hết trơn đó các bạn, bao nhiêu cũng có hết á. Mấy cái bồn nước đó là để xài đúng không? Đó, dài dài sao luôn đó, đổ bê tông thôi vậy hả, hay là sai đổ bê tông nặng mấy cái cột đó. Okay. Good. Both the down. I'm going to get